giới tử vi hé lộ mệnh chuẩn. Tuổi Mậu Thân 1968, chú ý 3 điều này: thời vận chuyển đổi, sự nghiệp hanh thông, tài lộc vượng phát, phất lên như diều gặp gió từ nay đến cuối năm 2023. Ai bảo tuổi Thân phải ngậm ngùi, tinh anh nhanh trí giải cơn xui, tò mò khôn khéo hay hài hước, tự chủ tự tin chẳng chịu lui, đố kỵ cạnh tranh mà kín đáo, hư vinh bảo thủ thích chung vui. Giờ dần sinh hạ đầy viên mãn, tài lộc an khang lắm ngọt bùi. Hoan hỷ chào đón quý khán giả thân thương của Phú Quý Phát Tài. Chúc quý vị một ngày thuận lợi, tấn lộc, tấn bình an. Vâng, thưa mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, thời còn trẻ, chắc hẳn nhiều cô bác ở đây đã từng hết mình cho khát khao về những ước mơ, hết mình đam mê cháy bỏng trong tình yêu thương quanh mình, phải không nào? Thế nhưng, năm tháng lặng lẽ trôi qua, đến khi về già, ta trở nên hoang mang, không biết mình sẽ cần phải làm gì mới có ý nghĩa cho cuộc đời mình. Kỳ thực, đến lúc này, mong muốn của các cô bác chỉ là an nhàn hạnh phúc bên con cháu, không phải lo nghĩ gì, nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy. Vậy làm sao để đạt được điều đó? Tử vi hé lộ, trong 12 con giáp có tuổi Mậu Thân 1968 đã phải đối mặt với không ít những khó khăn sóng gió, thậm chí là mất mát tiền bạc tài sản, tình cảm tối ngày lục đục. Thế nhưng, những người tuổi này luôn tin rằng chỉ cần vững tâm, không đầu hàng nghịch cảnh thì mọi thứ ắt vượt qua. Từ nay đến cuối năm 2023, con giáp này sẽ nhận được rất nhiều may mắn. Hơn nữa, bản mệnh đã có quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, tài vận và sự nghiệp sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Tiền bạc cứ thế ào ào đổ về như thác lũ, khiến tuổi Mậu Thân vô cùng hạnh phúc và sung sướng. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng Phú Quý Phát Tài đi tìm hiểu luận giải chi tiết về tử vi tuổi Mậu Thân 1968, cuối năm 2023 âm lịch. Con giáp này cần lưu ý những gì để có một năm 2023 thuận lợi, cát lành, bội thu của cải? Người sinh vào ngày nào, tháng nào sẽ gặp nhiều may mắn? Quý vị hãy cùng theo dõi nhé! Khi bước qua ngưỡng cửa tuổi 50, ngoảnh đầu lại hãy mỉm cười vui vẻ. Phía trước gần thôi ta đâu còn trẻ, hơn nửa đời người lặng lẽ trôi qua. So tuổi tác cũng chưa phải là già, ngọt bùi đắng cay đời ta đã trải. Hãy tận dụng quỹ thời gian còn lại, để khi già mình không phải nghĩ suy. Kiếm tiền nhiều chắc cũng chẳng ích chi, hãy cứ vui với những gì đã có, những tham vọng với sân si gác bỏ, bao buồn phiền gửi cho gió bay đi. Quyền lực hư danh cũng chỉ nhất thì, tiền bạc giàu sang có khi bất hạnh, hoạt động thể thao cho ta sức mạnh, sức khỏe là vàng sẽ tránh tai ương, cứ thảnh thơi cố gắng sống vô thường, nếu có thể hãy yêu thương tất cả, đưa bàn tay nâng đỡ người sa ngã. Ban ơn rồi không cần trả ơn đâu, vẫn vui tươi khi đã bạc mái đầu. Thanh thản bước qua bể dâu sóng biển, khi nằm xuống có nhiều người đưa tiễn, có nhiều bạn bè lưu luyến nhắc tên. Thưa quý anh chị tuổi Mậu Thân, bước qua tuổi 50, nhiều người bắt đầu phải đối mặt với nhiều nỗi lo khác nhau. Có người lo mất việc, có người lo lắng cho con cái, có người cảm thấy cuộc sống không dễ dàng. Trong dòng sông lớn của cuộc đời, mỗi chúng ta cũng giống như một con thuyền đang căng buồm trên dòng chảy đó. Có cô bác tâm sự rằng, khi tôi bước vào tuổi trung niên, sức khỏe dồi dào, có một số tiền tiết kiệm, tôi kết hôn, chồng chu đáo, con cái ngoan ngoãn, và có một công việc mình thực sự thích,
đây là thành công. Đến lúc này, Mậu Thân biết được rằng điều gì ngoài tầm kiểm soát của mình, bản thân chỉ cần nỗ lực hết mình, biết an phận là đủ. Bất cứ ai cũng không tránh được vòng xoáy của tuổi tác và quy luật của tự nhiên. Ở giai đoạn này, hãy dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ già và tận hưởng những khoảng thời gian ở bên cạnh họ cuối cùng. Đồng thời, cũng đừng lo lắng cho tương lai của con cái. Chúng có con đường riêng của mình. Chỉ cần chúng có lương tâm trong sáng, thì tương lai sẽ rộng mở. Ưu điểm: tài trí hơn người, tư duy xuất chúng, khả năng hành động tốt, phản ứng nhanh nhạy. Người này khá hiếu thắng, song bản chất là người tốt, có tinh thần trượng nghĩa, biết nắm bắt thời cơ hành động. Đây là người có tài ăn nói, giỏi đoán ý người khác, là bậc thầy về nghệ thuật xã giao, có thể nhanh chóng làm quen và trở thành bạn bè với người lạ. Có điều, họ thích tự do và không thích bị người khác khống chế, đam mê theo đuổi những thứ mới lạ. Thông minh, tài trí, có khả năng sáng tạo cao, có tài thuyết phục người khác, cũng rất thích thể hiện năng lực của bản thân. Họ cực kỳ thích hợp theo những nghề mang tính chất biểu diễn hay quảng cáo bán hàng. Nam giới tuổi Thân, tinh lực dồi dào, sức khỏe mạnh mẽ, lại cơ trí, dũng cảm, có khả năng thích nghi tốt, kiên cường bền chí, không dễ chịu thua. Họ cũng có khá nhiều tố chất để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo. Ham học hỏi, tinh thần cầu tiến cao, học rộng hiểu nhiều, trí nhớ hơn người, đầu óc linh hoạt mà sáng tạo. Họ giỏi nắm bắt cơ hội và lựa thế phát triển cao, tạo thành bước đệm để sự nghiệp sau này ngày càng thành công rực rỡ. Nam giới tuổi Mậu Thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng nhờ vào khả năng giao tiếp của mình, mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi với bạn bè, người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tuổi Mậu Thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, không vì thế mà họ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Tuổi Mậu Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết. Họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi, có người còn cho rằng tuổi Mậu Thân thực dụng, nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi Mậu Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc, sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Mậu Thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự nhận ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, lời khuyên từ người khác. Tuổi Mậu Thân thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa, họ luôn lựa chọn những việc dễ làm, ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao. Tuổi Mậu Thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa, họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuổi Mậu Thân văn võ song toàn, vừa có tài vừa có đức. Vì vậy, những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi Mậu Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy,
gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được. Bởi tuổi Mậu Thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Phụ nữ tuổi Mậu Thân không chỉ là người nội trợ đảm đang, mà họ còn là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc sống tầm thường. Ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi Mậu Thân không ngừng phát triển để đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Dù là phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, nhưng những cô nàng tuổi Mậu Thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế. Họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai, tự thân tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Sự nhanh nhạy, con mắt nhìn xa trông rộng giúp tuổi Mậu Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác, kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Tuổi Mậu Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tuổi Mậu Thân không bao giờ tỏ ra chán nản. Họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại tinh thần làm việc. Cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn ở trạng thái tốt nhất. Tuổi Mậu Thân nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ trong xã hội của mình. Nếu đã xác định được mục tiêu và tìm thấy cơ hội cho mình, họ toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp và xây dựng một niềm tin vào chiến thắng. Sự nghiệp của người tuổi Mậu Thân. Người tuổi Mậu Thân có số vận khá. Ở họ có thể hợp tác làm ăn được với nhiều người. Kết quả sẽ thu được thắng lợi lớn. Tiền tài của người tuổi Mậu Thân không thiếu. Đôi lúc có những món tài lộc đến bất ngờ. Người tuổi Thân có tài tổ chức các đoàn thể, nghiệp đoàn, có người thăng tiến trở thành chính khách, nguyên thủ vĩ đại. Đối với thương trường, khi đầu tư phải có quyết tâm lớn và lòng kiên nhẫn chờ đợi, thì sẽ kỳ vọng đạt được mục đích. Đối với người tuổi Thân, phần lớn trong việc đầu tư đều không mang lại lợi nhuận lớn. Chú ý kiêng cờ bạc để tránh tán gia bại sản. Số đông người tuổi Thân có bất động sản, nhà cửa, đất đai, song hầu hết cuộc đời đều phải trải qua vất vả, thăng trầm mới đạt được. Về gia đình, họ cũng gặp phải trắc trở, trầm luân, không mấy được suôn sẻ. Trong chốn quan trường nên tránh xa kiện tụng, mà nên giải hòa với đối phương. Tuổi này khi mất mát của cải, có đòi được cũng không còn nguyên vẹn. Tuổi Mậu Thân, cuộc đời tuổi nhỏ phải trải qua nhiều thăng trầm, sóng gió. Đến trung vận thì được sống cuộc sống sung túc đầy đủ hơn những người khác. Tuổi Mậu Thân có số hưởng tuổi thọ trung bình từ 48 đến 58 tuổi. Nếu ăn ở phúc đức, làm việc thiện thì được tăng gia tuổi thọ, còn ăn ở gian ác thì bị giảm thọ. Công danh, tử vi tuổi Khỉ không được sáng tỏ công danh cho lắm. Tuy nhiên, tiền bạc lại dễ dàng kiếm được, nên có một cuộc sống khá giả, sung túc hơn người. Gia đạo, tiền vận không được yên vui cho lắm. Từ năm 37-38 tuổi trở đi thì gia đạo mới được êm ấm, hạnh phúc. Tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân có nhiều khởi sắc từ nay đến cuối năm 2023. Bạn có nhiều khoản thu dồi dào, chính vì thế mà bạn có thể thoải mái chi tiêu, chẳng lo cháy túi. Người làm công ăn lương thường xuyên được nhân các khoản hoa hồng, thưởng nóng vì những thành tích vượt trội so với đồng nghiệp. Bạn sẽ dần nhận ra được các thế mạnh của mình và liên tục phát huy. Tài lộc của những người làm nghề tay trái cũng có nhiều dấu hiệu cải thiện, bởi biết giữ chữ tín, lại thêm tính làm việc cẩn thận, chăm chỉ nên khiến khách hàng vừa lòng, muốn ký hợp đồng lâu dài. Với người làm ăn, bạn có thể sẽ phải xử lý khá nhiều đơn hàng, khiến cơ thể đôi lúc cảm thấy mệt mỏi.
Đáng mừng là công lao của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Bạn thu về khoản lời lãi vượt xa với đối thủ. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 hợp màu gì? Màu hợp với tuổi Mậu Thân là đỏ, vàng. Tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 khắc màu gì? Màu khắc với tuổi Mậu Thân là xanh. Con số nào hợp với tuổi Mậu Thân? Con số hợp với tuổi Mậu Thân là 2, 5, 8, 9. Con số nào khắc với tuổi Mậu Thân? Con số khắc với tuổi Mậu Thân là 3, 4. Tuổi rất hợp làm ăn cùng với tuổi Mậu Thân. Tân Tỵ, Ất Tỵ. Tuổi khắc với tuổi Mậu Thân không nên kết hợp làm ăn. Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Thanh Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Giáp Dần, Nhâm Tuất. Tuổi Mậu Thân tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử. Làm việc họ cơ trí, linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến và dễ tính, thoải mái mà lại đạt được hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Những vận hạn cơ bản trong các năm của tuổi Mậu Thân. Gặp năm Tý, mọi sự đều như ý, buôn bán thì phát đạt, ốm nhẹ. Gặp năm Sửu, năm có nhiều thiên hỷ chiếu mệnh nên hay đi xa gặp may mắn, hao tiền tài ít nhiều, sao nguyệt đức hộ mệnh, mọi sự thuận lợi. Gặp năm Dần, năm này có thiên mã chiếu, sau này có tính dịch chuyển nên bôn ba đó đây khắp chốn gần xa, buôn bán khó thành công mà chỉ có thêm hao tổn tiền của. Gặp năm Mão, nhờ có tử vi chiếu tới mà mọi việc đều thành công, công việc thuận buồm xuôi gió, tuy có hao tổn ít nhiều tiền của. Gặp năm Thìn, có sao Bạch Hổ chiếu nên hao tài tốn kém, có sao Hoa Cái ở mệnh, vì vậy nếu có dính líu đến chuyện văn chương thì hãy cẩn thận. Gặp năm Tý, gặp quý nhân giúp đỡ bị tai tiếng. Gặp năm Ngọ, gặp sao Thiên Cẩu có nhiều khó khăn trắc trở. Gặp năm Mùi, nhiều gian nan phải một mình chống chọi. Gặp năm Thân, nhiều chuyện vui mừng đề phòng bạn bè ốm nhẹ. Gặp năm Dậu, năm có sao Đào Hoa chiếu mệnh nên đề phòng lăng nhăng tình cảm, chớ có đèo bòng gây phiền toái. Gặp năm Tuất, bất lợi khó khăn nhiều. Gặp năm Hợi, dễ đi xa một mình, lo lắng nhiều điều, có điều vui vẻ. Tình yêu của người tuổi Mậu Thân. Trong tình yêu, tuổi Mậu Thân thật vui nhộn và hài hước. Họ luôn biết cách làm cho tình yêu của mình thật mới mẻ, phong phú. Tuổi Thân thường xuyên rơi vào trạng thái cảm nắng, đơn phương một người nào đó. Thế nhưng, những tình cảm ấy chỉ thoáng qua như một cơn gió. Họ dễ dàng quên đi khi gặp đối tượng khác thích hợp hơn. Ban đầu, tình yêu của người này nồng cháy, mãnh liệt, như những ngọn lửa rực đỏ. Nhưng theo thời gian, ngọn lửa ấy dần phai tàn, nguội lạnh và bị dập tắt. Tuổi Thân phải trải qua nhiều thăng trầm, thử thách mới có thể tìm kiếm được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời mình. Người đàn ông tuổi Thân khát khao được yêu và trải qua những cung bậc cảm xúc mới mẻ, thú vị của tình yêu. Nhưng anh chàng này lại có tính cả thèm chóng chán. Vừa hôm qua vẫn còn mặn nồng tình cảm, mà nay đã bỗng trở thành con người lạnh lùng. Cuộc sống hôn nhân gia đình bạn sẽ trở nên hạnh phúc hơn nếu như bạn khéo léo, biết cách dĩ hòa vi quý. Thay vì yêu cầu người chồng thực hiện theo mệnh lệnh của mình, bạn nên tìm cách lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà anh ấy phải trải qua. Người tuổi Thân không mấy may mắn trong chuyện tình cảm. Họ phải trải qua nhiều mối quan hệ mới có thể tìm được cho mình người bạn đời thực sự.
khi tình cảm của họ gặp nhiều biến động, sự nghiệp và công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sức khỏe của người tuổi Mậu Thân. Sức khỏe là vốn quý của con người. Không có sức khỏe, con người sẽ chẳng làm nên chuyện, mọi vật trở nên vô nghĩa. Chính bởi vậy, người ta dù giàu, nghèo đều dành sự quan tâm đặc biệt đến sức khỏe của không chỉ bản thân và người thân. Người tuổi Thân có sức khỏe không được ổn định và tuổi thọ trung bình không dài, bởi vậy cần đặc biệt chú ý đến tình hình sức khỏe cho bản thân, làm việc thiện, tích đức để kéo dài tuổi thọ. Cuộc sống sau ngưỡng cửa trung niên không thể tách rời năm con át chủ bài này. Hãy nắm chặt mọi thứ trong tay và tận hưởng niềm vui chiến thắng. 1. Người bạn đời đồng hành. Bạn đời mới là người thực sự đồng hành cùng chúng ta khi đến tuổi già. Sau khi bước vào ngưỡng trung niên, cha mẹ chúng ta đều đã già, con cái sau này cũng có gia đình riêng. Trên đời này, người duy nhất có thể đi cùng mình đến cuối đời và không bao giờ bỏ cuộc trên đường chính là bạn đời. Về đến nhà, đèn đã sáng và thức ăn trong nồi còn nóng hổi. Trong bóng tối tĩnh lặng, bạn có ai đó để nói chuyện và chia sẻ. Trên giường bệnh, chúng ta vẫn có người quan tâm, chăm sóc. Khi về già, tất cả những điều tưởng chừng đơn giản này đều sẽ trở thành một kho báu may mắn. 2. Người bạn tốt tri kỷ. Đường đời của mỗi người thường không ngắn. Nhiều người cứ dò dẫm bước đi. Chúng ta không ngừng làm quen với môi trường và những con người mới, rồi lại lần lượt tạm biệt họ để đến với những mối duyên khác. Đến tuổi trung niên nhìn lại, nếu có bên cạnh 3 hoặc 5 người bạn tâm giao bên mình, đó quả là một điều may mắn. Khi rảnh rỗi, mọi người cùng ngồi lại uống trà tán gẫu, cuộc sống sau này sẽ không còn cô đơn lẻ loi. Khi về già, con người ta cần kết bạn nhiều hơn và giao lưu với mọi người nhiều hơn. Đặc biệt, khi bên cạnh có một người bạn tốt lâu năm, cả hai có thể cùng ngồi nhớ lại quá khứ huy hoàng, nói luyên thuyên cả ngày cũng không thấy phiền phức. Nhờ vậy mà lấy lại tâm thái trẻ trung trước kia. 3. Gốc rễ của sự sống. Bắt đầu bước sang tuổi trung niên, cơ thể chính là gốc rễ của sự sống. Nhất định phải giữ gìn sức khỏe của bạn. Không có vinh quang nào có thể so sánh với một thân thể khỏe mạnh. Càng về già thì việc chăm sóc sức khỏe, duy trì các chế độ dinh dưỡng càng đặc biệt quan trọng. Quý Tiện Lâm, học giả nổi tiếng, giáo sư Đại học Bắc Kinh Trung Quốc, đã sống thọ tới 98 tuổi. Ông nổi tiếng với bí quyết giữ gìn sức khỏe, 3 không của mình. Trong đó, đặc biệt quan trọng hàng đầu là không kén ăn. Ông luôn quan niệm rằng, bạn có thể ăn bất cứ thứ gì bạn muốn, mà không cần quan tâm nhiều đến chi tiết. Hầu hết, thức ăn được khuyến khích cho những người ở độ tuổi 90 là súp trong và đồ ăn thanh đạm. Nhưng với ông Quý, món ăn yêu thích nhất của ông là vịt quay Bắc Kinh nhiều dầu. Mỗi tháng, ông đều ăn món này ít nhất một lần. Ngoài ra, ông ấy cũng thích ăn bánh bao nhân cà rốt vài lần mỗi tuần. Để làm được điều này, hệ tiêu hóa của ông luôn nằm trong ngưỡng khỏe mạnh, hấp thụ tốt. Mặt khác, khi ăn uống ngon miệng, cơ thể của ông càng khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực. Đây là một vòng lặp tích cực đối với sức khỏe của mỗi người. Có thể thấy, thân thể khỏe mạnh là vốn gốc của cuộc đời, là tài phú của gia đình, là gốc rễ của sự sống. Chỉ có sức khỏe tốt, bạn mới có nhiều cơ hội để tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời không trở thành gánh nặng cho người thân bên cạnh. 4. Vốn liếng riêng. Tiền không phải là tất cả, nhưng không thể làm được rất nhiều việc nếu không có tiền. Sau cả đời làm việc chăm chỉ, nhất định mỗi người phải có cho riêng mình một khoản tiết kiệm, làm vốn liếng riêng để sinh hoạt về sau. Chỉ có đồng tiền của riêng mình mới là thứ đáng tin cậy nhất. Khi đã có tuổi, đừng tiếc rẻ điều gì cho bản thân,
miễn đó là yêu cầu chính đáng. Chúng ta không nên lãng phí và xa hoa, nhưng cũng đừng quá chi li tiết kiệm. Thuở trẻ, thường bỏ bê sức khỏe, nhưng nền tảng thể chất vẫn còn, nên cơ thể không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, đến ngưỡng cửa trung niên, chỉ một phút lơ là, bất cẩn vẫn có thể dẫn tới hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến tuổi thọ. Do đó, những gì cần chi tiêu, hãy mạnh dạn chi tiêu, tận hưởng những điều đáng được hưởng, chứ đừng bỏ bê chính bản thân mình. Bên cạnh đó, ở độ tuổi này, không nên quá phụ thuộc vào con cái. Càng không nên tham lam những món lợi bất nghĩa, kẻo ảnh hưởng đến bình yên, hạnh phúc nửa đời sau. 5. Có nhà riêng. Khi về già, bạn phải có nhà riêng. Đây là nơi bạn sống, đừng dựa dẫm vào người khác. Như có câu nói, tổ vàng, tổ bạc không bằng tổ ấm nhỏ của chính mình. Vì quyền sở hữu tổ ấm này thuộc về mình, trong tổ ấm này, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn mà không phải lo lắng. Trong hoàn cảnh sống chung với con cái, chắc chắn sẽ có lúc xảy ra tranh chấp giữa các thành viên. Dù đang tận hưởng hạnh phúc khi con cháu sum vầy, một gia đình nhiều thế hệ đều không thể tránh khỏi chuyện bất hòa. Do đó, khi chuẩn bị bước sang tuổi trung niên, hãy sớm chuẩn bị không gian riêng cho bản thân mình. Với một ngôi nhà riêng, luôn có một nơi để về trong cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Thân dựa vào ngày sinh âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh vào ngày mồng 1 âm lịch, gặp nhiều may mắn, nam có tài, nữ có đức, có chí tiến thủ, công thành danh toại. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày mồng 2 trong tháng, vận rủi đan xen, vận rủi chồng chất lên nhau, hãy cẩn thận kẻo vận rủi ập đến. Người tuổi Thân sinh ngày mồng 3 trong tháng, của cải có thể sớm biến mất nên đề phòng. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày mồng 4, may mắn sớm hơn, được cả phú quý, xui xẻo về sau nên tiết kiệm cho tuổi già. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày mồng 5 trong tháng, thông minh, mạnh dạn, nhạy bén và dễ thích nghi. Những người tuổi Mậu Thân sinh vào ngày mồng 6 trong tháng, tìm kiếm sự phát triển trong nghịch cảnh và lợi nhuận trong công việc khó khăn, ít được ăn, hạnh phúc trong nửa sau của cuộc đời. Người tuổi Thân sinh ngày mồng 7, làm việc chăm chỉ nhưng ít khi thành công, thường hay nản lòng, dốc hết sức lực nên khó gặt hái được thành công. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày mồng 8, cần cù may mắn mới thành công trong công việc và thu lợi nhuận từ mọi phía. Bản mệnh hanh thông đường quan chức. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày mồng 9 trong tháng, nhanh nhẹn, có ý chí cầu tiến, năng động, làm việc gì cũng đến cùng, thích hợp với làm kinh doanh. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày mồng 10 của tháng, nam thì đẹp trai, tháo vát, trong khi nữ thì thông minh, xinh đẹp, vui vẻ, ổn định, đứng đắn và đoan trang. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 11, sự nghiệp phát triển như ý, danh lợi đầy đủ, gia đình bất hòa, thường xuyên cãi vã với đối tác. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 12 trong tháng, không lận đận, khó làm nên sự nghiệp. Phát triển tốt về đường kinh doanh, thu được lợi nhuận đáng kể, may mắn với người khác phái và nhiều chuyện tình cảm trong cuộc sống. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 13 trong tháng, tuổi trẻ vất vả, tuổi trung niên khá hơn, mệnh làm quan chức quyền thế. Tuổi người Mậu Thân sinh ngày 14 trong tháng, cực kỳ may mắn, được tổ tiên phù hộ, quý nhân phù trợ, cuộc sống giàu sang có hạng. Những người tuổi Khỉ sinh vào ngày 15 trong tháng, nhân hậu, được mọi người kính trọng, cuộc đời gập ghềnh nhưng nhiều điều không như ý muốn. Người tuổi Mậu Thân sinh vào ngày 16 trong tháng, thông minh lanh lợi, thông minh điềm đạm, hôn nhân hạnh phúc, mệnh làm quan viên. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 17 trong tháng, nhạy bén và đa tài, kiếm được vô số tiền đồng chứ không lớn, thiếu thốn nhưng giỏi hơn người. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 18 trong tháng,
khó khăn nhưng ổn định. Nửa đầu của cuộc đời không thiếu tiền bạc, nửa sau của cuộc đời sức khỏe kém. Người tuổi Thân sinh ngày 19 trong tháng, có hiểu biết, có năng lực và có thể làm quan dù con đường đầy thăng trầm. Những người tuổi Khỉ sinh vào ngày 20 trong tháng, hay thay đổi, ít cương quyết, thường xuyên thay đổi ngành nghề và nơi ở, gặp nhiều may mắn với người khác phái. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 21 trong tháng, yêu thích hòa bình và hạnh phúc, tửu lượng và phụ nữ, không có ham vọng, ngại gian khổ và mệt mỏi. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 22 trong tháng, gặp nhiều xui xẻo, tuổi trẻ gập ghềnh, phải vất vả lắm mới thay đổi được hoàn cảnh, khó khăn mới đến. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 23 trong tháng, đa tài và có năng lực, cuộc sống sẽ không quá vất vả, giàu có và quyền lực, đạt được cả công và danh. Người tuổi Khỉ sinh ngày 24, tình cảm với gia đình không tốt, không được cha mẹ ủng hộ, tuổi trẻ lang thang cơ nhỡ, không có trí tuệ và tài năng dồi dào. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 25 trong tháng, học hành thành đạt, vừa có năng lực, vừa có trí tuệ, không muốn chịu thua kém, là người có quyền uy cao. Người tuổi Thân sinh ngày 26 trong tháng, thông minh và nhạy bén, tương lai rực rỡ trong công việc hoặc trong điều hành kinh doanh, trở nên giàu có ở tuổi trung niên. Người tuổi Mậu Thân sinh ngày 27 trong tháng, rực rỡ và tháo vát, có thể hoàn thành việc lớn, chi tiêu cố ý và luôn tiết kiệm dù kiếm được nhiều tiền. Những người sinh ngày 28 trong tháng, trời sinh có tính lãnh đạo, có thể thực hiện một công việc lớn và trở nên khá nổi tiếng. Người tuổi Khỉ sinh ngày 29 trong tháng, lúc trẻ không may mắn, lúc trưởng thành gặp nhiều may mắn, năng động và mạnh khỏe. Người tuổi Thân sinh ngày 30 trong tháng, thường thành công không thất bại, khá giả, gia đình hưng vượng và có tài năng, thích rượu chè và phụ nữ. Tử vi tuổi Mậu Thân dựa vào những tháng sinh âm lịch. Những ngày tháng tốt nhất cho người tuổi Mậu Thân, tháng 3, 4, 7 và 8 là những tháng sinh tốt lành cho người tuổi Mậu Thân. Tháng Giêng, những người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng Giêng âm lịch là người hoạt bát, thẳng thắn, trung thực và độ lượng. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, anh chị không còn người thân để nương tựa, phải bôn ba khắp nơi lập nghiệp, khó lập nghiệp ở quê nhà. Mặc dù may mắn trong việc kiếm tiền, nhưng đôi khi họ phải chịu những tổn thất về tài chính bất ngờ. Tháng 2, những người tuổi Mậu Thân thông minh và được thế hệ cuối cùng hỗ trợ. Tuy nhiên, vị trí và thứ hạng chính thức của họ sẽ không tồn tại được lâu và vận thế của họ sẽ thăng trầm vì bị kẻ gian gài bẫy, phản bội và giở những chiêu trò bẩn thỉu đằng sau, dẫn đến thua lỗ. Họ nên coi chừng, trau dồi tính chính trực và trung thực, không bao giờ quan tâm đến lợi ích trước mắt. Tháng 3, những con Khỉ ngoan ngoãn, khiêm tốn, hiền lành, thông minh và tháo vát, do đó sống cuộc sống hạnh phúc, không gặp tai họa. Họ được người thân, bạn bè giúp đỡ, được quý nhân phù trợ, nên thành công trong sự nghiệp. Tháng 4, những chú Khỉ sáng sủa, có năng lực và sự sáng chói hiếm có. Vì bận rộn như một con ong, họ khó có thể làm nên điều gì đó vĩ đại hoặc dựa dẫm vào những người thân và sẽ không bao giờ mong muốn của họ trở thành hiện thực hoặc được ăn no mặc ấm cho đến khi về sau. Trong suốt cuộc đời, họ thường xuyên cãi vã với người khác và bị tổn thất tài chính nho nhỏ. Tháng 5, tuổi Mậu Thân trung thực, khiêm tốn, hòa đồng, lịch sự và sẵn sàng giúp đỡ. Do đó, được người khác hỗ trợ, họ trải qua một tuổi trẻ khó khăn, một tuổi trung niên tốt đẹp hơn và một tuổi già được cung cấp đầy đủ với hạnh phúc và thụ hưởng. Tháng 6, tuổi Mậu Thân hài lòng, không có tham vọng, thích cuộc sống ổn định và bình yên, không gặp tai họa, bệnh tật nghiêm trọng. Họ có gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thảo,
trường thọ và hưởng phúc về già. Nói chung, họ là người ung dung, bình thường và vô tư cho cả cuộc đời. Tháng 7 tuổi Mậu Thân, được người thân trợ giúp, vợ chồng hòa thuận, con cái hiếu thảo, dù không đạt được thành tựu nổi bật trong sự nghiệp, cũng như không có mục đích cao cả, nhưng họ được ăn sung mặc sướng và có một cuộc sống nhàn hạ mà không gặp tai họa nghiêm trọng. Tháng 8, khôn ngoan và tài năng. Những người sinh tháng 8 tự hào về nhân cách đạo đức cao cả, chính trực và khiêm tốn, đồng thời nhận được sự trợ giúp từ bạn bè và các nhà hảo tâm để hoàn thành một việc gì đó và đạt được cả danh tiếng và sự giàu có. Ở nhà, được những người thân yêu giúp đỡ, con cháu kính trọng nên cuộc sống phúc đức. Tháng 9 là người giàu năng lượng, trí tuệ và năng nổ. Tuổi Mậu Thân tháng 9 thiếu sự hỗ trợ của quý nhân phù trợ nên thường dễ nản lòng trong công việc. Với tham vọng cao siêu nhưng không có lòng can đảm, họ làm việc thận trọng và khó thành công. Một khi họ đào sâu vào các kỹ năng, họ sẽ tạo ra những thành tựu to lớn. Tháng 10, với sự thông minh và hóm hỉnh. Những con giáp tháng 10 là những học giả thông minh, uyên bác. Tuy nhiên, họ thiếu dũng khí, sự quyết đoán và kiên trì của việc tiên phong lập nghiệp, phục tùng ý trời và chỉ mong muốn cuộc sống suôn sẻ, ổn định. Một khi họ nâng cao tầm vóc xã hội, họ sẽ trở thành những người có địa vị lớn, được nhiều người biết đến. Tháng 11 tuổi Mậu Thân tính tình nóng nảy, bộc trực, có tài nhưng khó tích lũy tài lộc hay được người thân giúp đỡ. Vì vậy, họ phải dựa vào bản thân và phát triển sự nghiệp ở một nơi khác. Thường thì thời trẻ họ kém may mắn, đến tuổi trung niên thì may mắn và những năm sau này sung sướng. Tháng 12 tuổi Khỉ được hưởng phúc, người thân tốt. Thời trẻ họ học hành chăm chỉ và đạt được danh vọng. Họ được nhiều người biết đến và kính trọng và trải qua một cuộc sống vinh quang và yên bình về già. Thông điệp may mắn cho tuổi Thân: một cuộc sống viên mãn như ý, biết hài lòng. Có câu nói: chim hồng tước làm tổ trong rừng sâu, chuột uống nước sông mà no bụng. Có nghĩa rằng chim hồng tước chỉ cần sự tự do, có cành cây để làm nơi ở trong rừng, con chuột chỉ cần uống nước sông, cốt là có thể đỡ khát, no căng cái bụng, thế là đầy đủ mãn nguyện. Đối với con người thì không phải vậy, con người thường chạy đua với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Thế nhưng dù có nhiều tiền đến mấy cũng không ăn quá 3 bữa chính trong một ngày. Đời người vốn dĩ không hề đau khổ, đắng cay, bất quá chỉ vì con người truy cầu quá nhiều. Lòng người vốn dĩ không mệt mỏi, mệt là bởi vì luôn cảm thấy không đủ. Con người khi đến với thế gian này hai bàn tay trắng, không đem theo thứ gì, khi từ giã cõi tạm cũng trống rỗng hư không. Duy chỉ có hài lòng, biết đủ với cuộc sống hiện tại mới cảm nhận được hạnh phúc đích thực. Vào thời Minh, có một người tên là Lão Trương, xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Ông dạy con trai nỗ lực học tập và làm việc chăm chỉ. Với ông, hàng ngày có cơm ăn, áo mặc, như vậy là đủ. Mỗi ngày, Lão Trương thường thắp hương cầu nguyện, tạ ơn ông trời đã ban cho mình một ngày bình an. Vợ ông cảm thấy khó hiểu, bèn cười nhạo ông: ngày 3 bữa với cháo, với rau, phúc đức cái nỗi gì cơ chứ? Lão Trương từ tốn trả lời: điều may mắn thứ nhất, chúng ta đang sống trong thời hòa bình, thịnh vượng. Điều may mắn thứ hai, người già, trẻ trong nhà đều có cơm ăn, áo mặc, không bị đói và lạnh. Điều may mắn thứ ba là trong nhà không có ai nằm trên giường bệnh. Đây lẽ nào không phải là hạnh phúc sao? Làm người nên noi gương Lão Trương, không lưu luyến quá khứ, không nhún nhường trước hiện tại, không lo lắng về tương lai, luôn thản nhiên và hạnh phúc với những gì bản thân đang có. Khổng Tử có 3.000 đệ tử, nhưng ông hài lòng nhất về đệ tử Nhan Hồi.
không chỉ có tấm lòng ham học. Dù cho hoàn cảnh sống không mấy thuận lợi, nhưng vẫn luôn lấy niềm yêu thích học hành, lấy đủ làm niềm vui. Một người giàu có, nếu không biết đủ và hài lòng, sẽ sống mãi trong lo lắng, u sầu. Cuộc sống sẽ không có niềm vui và sự như ý.